Chào mừng bạn đến với trại hè tuyệt vời của chúng tớ. Wow, ở đây đẹp làm sao. Ôi, cái giường này bị hỏng rồi. Và tủ đầu giường nữa. À, còn ở đây có một chiếc giường hoàn toàn mới. Và một cái tủ đầu giường tuyệt vời. Wow. Ôi, nơi này là tuyệt vời cho tớ. Ôi, chào bạn cùng phòng. Tớ đến rồi đây. Ôi, cuối cùng cũng đến. Ôi, cái gì đây? Chuyện gì xảy ra với giường tớ vậy? Ôi, thật là sướng khi nằm trên giường đẹp của mình. À, tớ có một ý tưởng. Ê, hàng xóm, tớ có một ý tưởng ra đây này. Cậu có muốn tiền không? Cậu chỉ cần trao đổi giường cho tớ thôi. Ừ, tại sao lại không nhỉ? Ok. Ồ, tuyệt lắm. Bây giờ tớ thì rất ổn. Ai đang gõ nhờ? Đấy là dành cho tớ. Xin chào, xin chào. Đây, cái này cho bạn. Đây, đây là hộp hàng của bạn. Ôi, cái hộp này nặng quá. Ồ, cậu có gì vậy hàng xóm? Nào nào, xem nào. Ừ, mọi thứ, tất cả ở đây đều làm cho chiếc giường mới mơ của tớ. Ôi, một thanh gỗ thật là nặng. Ôi, cần phải đặt nó xuống dưới đất nhanh thôi. Cậu ấy đã nghĩ gì vậy? Ôi, cậu ấy lao vào chiếc hộp luôn rồi này. Ôi, hàng rào của tớ đây rồi. Ôi, to thế. Gần như xong rồi. Và tất nhiên cả công cụ nữa. Ôi, đau quá. Ôi, cái hộp này phải bỏ đi thôi. Nó làm phiền tớ lắm. Bây giờ cậu ấy sẽ làm gì vậy? Thợ xây dựng Mary đang làm việc rồi. Nào, đặt nó như thế này. Và cái này thì như thế này. Cũng được ấy. Sắp sửa sẽ có một cái giường rất là đẹp đây. Ừ, tớ là một người xây dựng bẩm sinh. Giường ngủ 2 tầng. Tớ luôn mơ về điều này. Oh wow. Bây giờ giường của cậu ấy tốt hơn nhiều so với của tớ. Nhưng mà không sao, tớ sẽ sửa nó ngay lập tức. Ồ, tuyệt lắm, bây giờ mình sẽ đợi ship hàng thôi. Tuyệt, anh ấy đã đến rồi này. Xin chào các bạn, cứ giữ lấy đi. Ừ, cảm ơn. Đấy, vào đi. Đã xong rồi. Wow, đẹp thật đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Giường đã được lắp xong. Mình đã trang trí xong rồi. Và thêm một ít đèn nữa. Trao một ít hình ảnh dễ thương để làm cho ngôi nhà ấm cúng hơn. Đấy, bây giờ chúng ta hãy xem nó có hoạt động không nhá. Ồ, được rồi, trông tuyệt lắm. Wow, đẹp thật đấy. Ôi, ngậm mồm lại đi bạn. Bây giờ thì giường của ai đẹp hơn? Ôi, đau quá. Hàng xóm của mình đang làm gì vậy? Ôi, đừng có nhìn. Mình nghĩ ra cái gì bây giờ nhỉ? À, mình có ý kiến này. Tớ sẽ lấy đạo cụ từ mọi nơi. Ví dụ như tấm rèn này rất là tốt này. Và chiếc khăn trải bàn này cũng sẽ rất là có ích đây. Mặc dù tớ không có nhiều tiền, nhưng tớ có một giấc mơ. Tớ nghĩ là trông rất là xuất sắc đấy. Nhìn trông không tệ hơn của Jennifer đâu. Ôi, trời ạ, cậu đang ném cái gì vậy? Ôi wow, bạn ấy lấy những tấm rèm đẹp đó từ đâu vậy? Ôi, còn từ khăn trải bàn, mình sẽ làm một cái võng thật là tuyệt vời. Tuyệt quá, nó thật là thoải mái. Thật tuyệt là khi mình để thư giãn trong này. Chào hàng xóm, bạn khỏe không? Mình chán quá. À, mình có ý kiến này rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một món này. Maria chắc chắn sẽ ghê tị. Ừ, đây, mình đến đây. Xin chào cô, đơn hàng của bạn đã đến rồi. Ôi, hãy đặt nó nhanh chóng nào. Đây đây. Ừ, ok, tất nhiên là sẽ được rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây, tiền của bạn đây. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Tớ đang chờ tất cả mọi người vào đến party của tớ nhá. Chào các bạn. Hãy nhìn xem ngôi nhà đẹp của tớ chỗ này. Wow,
nó tuyệt vời đấy, Jennifer. Ở đây siêu ấm cúng luôn. Chúng ta có một bữa tiệc riêng, không ai được vào. Nào, đến lúc phải vui vẻ rồi. Ồ, tớ cũng có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ làm việc thôi. Nào, khăn trải bàn. Bây giờ thì lấy các cái đồ này ra nhá. Và đây, những người bạn trung thành của tớ. Ôi, bạn ấy đang nghĩ gì vậy? Mình sẽ bật nhạc to lên nào. Ai? Trời à, làm gì vậy? Ôi, mong là Mary rất là thích. Đấy, chờ đấy, thời gian cho hành động nghiêm túc rồi. Bảo vệ, vâng, tôi muốn phàn nàn về những tiếng động lớn trong phòng của tôi. Ôi, đúng rồi, người ta đã đến. Xin chào, vấn đề của bạn là gì? Đi theo tớ đi, tớ sẽ cho bạn thấy tất cả mọi thứ. Đây, họ đây này, họ đã phá lệnh rồi. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Chuyện gì đang xảy ra đây đây? Ê, bạn là ai vậy? Ôi, đã có khiếu nại với bạn. Ôi, không sao, tớ biết tớ có thể giải quyết vấn đề này rồi. Ừ, vậy thì mình đã sẵn sàng xuôi mắt búng tay. Tạm biệt các bạn. Ê, cái gì vậy? Ồ, tớ có một ý tưởng khác. Vậy thì tớ sẽ làm một bữa tiệc riêng của mình. Hãy nhìn xem tớ có một quả cầu tuyệt vời này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo từ những chiếc đĩa này một cái gì đó rất là thú vị. Tớ chắc chắn Jennifer sẽ cắn khuỷu tay của mình luôn. Tuyệt lắm. Chúng ta sẽ lấy các cái mảnh đĩa này và dán lên trên quả cầu. Ồ, đẹp thật đấy. Một quả cầu disco đã sẵn sàng. Bây giờ thì không khí tiệc tùng luôn ở bên tớ. Tuyệt quá. Còn những chiếc đĩa còn lại sẽ trang trí bức tường nhá. Ôi, phòng tớ xuất sắc luôn. Và bây giờ cũng là lúc phải bật nhạc lên rồi. Và mình sẽ dùng loa để nó to hơn. Ôi, tuyệt quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh wow, hãy đi thăm đi Mary. Xin chào, chúng tôi đã đến xem cô đang có gì ở đây. Ôi, của bạn rất là tuyệt. Có cái gì khác để nghĩ ra không nhở? Đúng rồi, tớ có một cái hộp đẹp mà, với cả cái bóng đèn. Ôi, nhìn chúng đẹp lắm sao? Còn bây giờ thì mình cần dây. Đấy, bây giờ đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần treo nó lên thôi. Bạn ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? Ôi, nhìn đẹp quá. Tớ rất thích ngôi nhà của mình. Nào, được rồi, người làm việc đến đây nhanh lên. Vào đi bạn. Okay. Tớ cần nó khắp nơi tỏa sáng luôn. Không tệ hơn hàng xóm của mình. Awesome. Ừ, đúng rồi, chính xác những gì mình cần. Ôi, xin chúc mừng bạn. Oh, thank you. Đây là cho bạn. Cảm ơn rất nhiều. Ồ, đẹp quá. Ừ, tốt hơn của cậu rất nhiều. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không, trời ạ, có hỏa hoạn. Ôi, chúng ta có bình chữa cháy mà. Bây giờ chúng ta sẽ dập tắt tất cả. Đừng sợ Jennifer, cậu luôn có thể làm được. Ôi, tớ xong rồi. Trời ạ, ngôi nhà của tớ, nó hỏng hết rồi. Tớ xin lỗi Jennifer, nhưng cậu luôn có thể sống ở nhà tớ. Thôi được rồi, đến chỗ cậu đi. Ở đây cũng rất là tuyệt phải không? Ừ, rất là đẹp. Đây, hãy gặp gỡ những người bạn mới của tớ. Các bạn có thích thử thách của chúng tớ không? Đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông và đăng ký kênh của chúng tớ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong Barada.